Đầu tiên mình giới thiệu với anh chị đây là cái căn nhà cấp 3. Và chị không có ở đây, hiện tại thì gia đình chị ở một nơi khác cũng gần đây thôi. Thì căn nhà cấp 3 này chị đang cho hai vợ chồng người nước ngoài thuê, gọi là ở nghỉ dưỡng thôi với anh chị. Thì với anh chị nhìn cảnh khung cảnh xung quanh thì ở trước mặt căn nhà cấp 3 thì với anh chị thấy đây là khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời với anh chị. Rồi mình xin chào với anh chị nha, mình là Don Len. Thì hôm nay mình có mặt tại tỉnh Bình Thuận. Thì hôm nay có một chị nhờ quay hộ cho chị một cụm khu đất nha với chị. Một cụm khu đất, tức là ở tại khu vực này là chị gia đình nhà chị có cả một loạt hệ thống các khu đất với các diện tích khác nhau. Từ một vài sào, tức là một vài nghìn mét vuông, cho đến là cả hơn hecta, nhưng với chị hơn 10.000 mét vuông. Do đó là ở đây là khu vực của gia đình nhà chị là có cả một cụm luôn, một cụm, và các lô đất này cách nhau khoảng vài trăm mét. Thì hôm nay thì cái lô đầu tiên mình giới thiệu cho với anh chị, đây là cái lô 8.100 mét vuông. Thì đây trước mặt với anh chị, đây là cái từ vị trí cổng nhà nhìn thẳng ra, đây là cái con đường từ nhà ra đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ lớn Võ Nguyên Giáp, và cách cách ngay chỗ cái lối vào sân bay, nhưng với anh chị cách vào ngay cái lối vào sân bay là chưa đến một cây số với anh chị. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy biển luôn phía trước mặt với anh chị, đó là thung lũng Đại Dương và khu vực sầm uất nhất của Mũi Né, tập trung tất cả các khu resort, villa với những cái dịch vụ nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng của khu vực Mũi Né. Đó là trước mặt với anh chị luôn, và đây chúng ta nhìn ra view biển rất là đẹp. Lại lô đất của chúng ta, đây là lô đất của chị, và hiện trạng là trên lô đất chị đã xây một cái căn nhà cấp 3 tương đối là thoải mái, và xung quanh là các cái tường rào bao bọc rất rõ ràng. Nhưng với anh chị, ở phía trước là tường rào cổng, rồi phía trong là lát nữa chúng ta sẽ đi vào phía trong, nhưng mà mình giới thiệu trước là sẽ có trồng các cái hàng rào bê tông kẽm gai và hàng dương xung quanh đất lô đất. Thì chúng ta vào bên trong xem đặc điểm nó như thế nào. Thì thì trước mặt với anh chị đây là khu vườn rất là rộng rãi, và trên đất thì toàn bộ hệ thống là trồng cây ăn trái, là cây lấy gỗ cũng có với anh chị, cây ăn trái có xoài, điều, đào, cây đào lấy hột, rồi một số cây cảnh xung quanh cái nhà cấp 3 nhỏ, và còn lại là bao quanh là cây lấy gỗ lâu năm. Thì đầu tiên mình giới thiệu với anh chị đây là cái căn nhà cấp 3, và chị không có ở đây, hiện tại thì gia đình chị ở một nơi khác cũng gần đây thôi. Thì căn nhà cấp 3 này chị đang cho hai vợ chồng người nước ngoài thuê, gọi là ở nghỉ dưỡng thôi với anh chị. Thì với anh chị nhìn cảnh khung cảnh xung quanh thì ở trước mặt căn nhà cấp 3 thì với anh chị thấy đây là khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời với anh chị. Thì xung quanh có cây cảnh, hệ thống cây cảnh này, rồi có cả vườn tược, rồi hệ thống tưới tiêu, và phía chính giữa lát nữa chúng ta sẽ vào, nó chính giữa là có cả một cái hồ nước rộng lớn để phục vụ cho tưới tiêu luôn với anh chị. Rồi thì trước mặt với anh chị đây là căn nhà cấp 3. Thì trong căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp, và hệ thống khuôn viên sân vườn phía trước. Trước mặt với anh chị đây thì do tôn trọng cái việc riêng tư của khách người ta thuê, cho nên mình không thể trực tiếp vào trong trong khu nhà để mà mình review trực tiếp được cho anh chị xem được. Nhưng mà đó thì nhìn sơ bộ khuôn viên ngoài thì căn nhà cấp 3 cũng khá là tươm tất và thoáng đãng, hệ thống khuôn viên xung quanh rồi bố trí camera tất cả các thứ.
Thì đây với anh chị xem một vòng xem khu vườn. Đây là toàn bộ trên khu đất là đa số là chung gia đình nhà chị trồng rất là nhiều dừa nha. Dừa cũng gần đến độ tuổi cho bông cho trái rồi. Đó trên khu đất. Đó và có một số cây dừa cũng đã có trái rồi với anh chị. Toàn bộ là dừa xiêm lùng hết. Đó, và có hệ thống nước tưới bơm tự động hết. Xung quanh là chỉ có cắm điện vào là sử dụng được thôi. Đó, thì dừa nó đã có trái rồi. Đó và cái khu đất nó rất là vuông vức, rất là đẹp nha quý anh chị. Thì diện tích toàn bộ khu này mình nhắc lại cái lô đất này là 8.100, khoảng 8.100 mét vuông. Thì gia đình nhà chị biết là bán hết một lần nha quý anh chị. Bán hết một lần. Đó. Cái khuôn viên đất rất là đẹp, rất là vuông vức, thì với chị cái phần sau mình sẽ phần chích sổ thì sẽ cho với anh chị thấy là khu đất nó đẹp, nó vuông vức cỡ nào. Và xung quanh nha, gia đình kế bên các cái lô đất của gia đình nhà chị là có hệ thống đường vào luôn nha với anh chị. Hệ thống đường vào luôn. Đó và kế bên là có lô đất kế bên là có hộ dân người ta đã xây nhà cửa đàng hoàng hết rồi. Đó, chuẩn bị đây có vẻ nhìn là một căn nhà, một khu nghỉ dưỡng riêng biệt với hệ thống kính, cửa kính và sân thượng cũng kính luôn với anh chị, làm rất là bài bản, rất là đẹp. Thì đây chính là một vị trí để với anh chị còn nào có nhu cầu làm một khu nghỉ dưỡng nhà vườn rất là tuyệt vời với anh chị. Bởi vì chúng ta có diện tích rộng, có đường và hệ thống đường rất là bài bản, trục đường lớn, và kế bên chúng ta là sân bay Phan Thiết. Thì từ đây vào sân bay Phan Thiết khoảng 2 km thôi với anh chị, vào đúng ngay trung tâm sân bay Phan Thiết thì khoảng 2 km thôi. Thì ở đây ngoài ra thì chúng ta nhìn từ đây ra ngoài ngoài biển thì biển Mũi Né thì khoảng 1 km, và trên một cái đồi cao cái tầm nhìn view ra biển rất là đẹp với anh chị. Gió rồi thoáng mát, do đó là rất thích hợp làm cho khu nghỉ dưỡng. Rất thích hợp làm khu nghỉ dưỡng. Và hai nữa là các cái khu xây dựng cái khu khách sạn villa sau này. Ngoài ra nha, về giá trị đầu tư thì nó là một tiềm năng để mà với anh chị nhà đầu tư chúng ta đầu tư để sinh lợi nhuận sau này. Bởi vì cái giá của gia đình nhà chị đưa ra rất là hợp lý so với giá khu vực xung quanh, so với vị trí đắc địa như hiện tại giờ. Thì mình cũng nói thẳng về giá luôn, thì giá gia đình nhà chị đưa ra cái lô đất này là 5 triệu một mét vuông có thương lượng với anh chị. Đó, thì giá đưa ra là mình nhắc lại là giá gia đình nhà chị đưa ra là 5 triệu một mét vuông có thương lượng. Đó, do đó là trên cái diện tích là 8.100 mét vuông thì tầm khoảng là 40 tỷ, hơn 40 tỷ với anh chị. Thì cái này chúng ta có thương lượng nha với anh chị. Thì mọi thông tin liên hệ hoặc là rõ ràng hơn về vị trí lô đất cũng như là cái thông tin về lô đất thì với anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại Zalo mình để bên dưới. Đó, thì mình có thể cung cấp đầy đủ cái số điện thoại Zalo cho với anh chị xem một cách rõ nhất. Ngoài ra sau cái phần này mình có phần livecam bay trồng toàn bộ khu vực để với anh chị tham khảo rõ hơn cái tình hình khu vực cũng như là khu vực đường vào sân bay. Đó, để với anh chị hiểu rõ hơn toàn bộ khu vực xung quanh đây, và dám chắc rằng với anh chị đây một khu rất là tuyệt vời để chúng ta đầu tư sinh lợi nhuận cũng như là làm khu nghỉ dưỡng sau này. Đó, thì phần sau mình sẽ review với anh chị xem sổ và phần chích lục quy hoạch. Rồi tiếp theo đây xin mời quý anh chị theo dõi cái vị trí lô đất nhìn từ góc độ livecam trên cao như quý anh chị. Ở trước mặt quý anh chị đó là lô đất và có căn nhà ngay góc lô đất luôn. Thì toàn bộ khuôn viên trên lô đất đều trồng hệ thống cây sinh thái, chủ đạo là cây dừa quý anh chị. Và dừa cũng đã đến tuổi thu hoạch rồi.
Đó, đó là toàn bộ hệ thống cây sinh thái trên lô đất và ranh giới cũng đã đó quá rõ ràng quý anh chị. Trồng hệ thống cọc bê tông lưới kẽm gai và thêm một hệ thống cây dương dọc theo ranh, và xung quanh lô đất cũng đã có các căn hộ nghỉ dưỡng mọc lên rồi quý anh chị. Đó, ba mặt đều có các căn hộ xung quanh, người ta xây dựng các khu nghỉ dưỡng và đường xá vào lô đất cũng rất là bài bản. Rồi thì từ vị trí trung tâm của lô đất thì nhìn từ góc độ trên cao thì chúng ta có thể nhìn toàn cảnh khu vực thung lũng đại dương, bãi biển Hàm Tiến Mũi Né này với anh chị, ở trước mặt với anh chị. Rồi cả một hệ thống tuyến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp đúng với anh chị, đó là hệ thống tuyến đường trước mặt đó với anh chị. Tuyến đường lớn liên kết các khu vực du lịch biển. Rồi phía bên góc trái màn hình cái với anh chị đó, trước mặt với anh chị đó là khu bãi đất trống đỏ đỏ đó. Xa xa đó nó là sân bay Phan Thiết với anh chị. Đó là khu trung tâm của sân bay. Thì tại vị trí của lô đất thì chúng ta về ngay tại trung tâm sân bay Phan Thiết khoảng hơn 2 km thôi với anh chị. Đó, một hệ thống tuyến đường giao thông kết nối một cách rõ ràng, tiện lợi cho chúng ta quá trình di chuyển đi lại. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái phần live cam trên cao. Rồi tiếp theo đây mình xin giới thiệu cho quý anh chị xem với cái phần thông tin của lô đất trên sổ nha. Thì đó thì ở đây cái diện tích của lô đất là 8.100 m2. Hình thức sử dụng riêng đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến 2043. Rồi tiếp theo đây là hình dạng của lô đất nè. Đây thì cái mặt đường hiện tại thì trên sổ không có đường, nhưng mà thực tế thì đường đã vào tới đất hết rồi, vào sâu vô trong luôn nha quý anh chị. Và cái chiều dài mặt đường lên đến 68 m, chiều sâu vào phía trong là lên đến 125 m đó quý anh chị. Còn cái mặt sau thì nó rộng 44 m. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu cho quý anh chị xem cái vị trí của lô đất ở trên bản đồ vệ tinh nha. Thì đây đây là vị trí của lô đất, nó bao 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 trùm cả khu vực này luôn quý anh chị. Đó. Từ từ mặt đường vào đó, bao trùm luôn. Và đường trên sổ thì chúng ta thấy không có đường, nhưng mà thực tế là đường ở đây là đường nhựa luôn quý anh chị, đường nhựa vào sâu phía trong luôn. Qua khỏi cái lô đất và sâu phía trong còn có một tuyến đường khác nữa. Thì đây là địa chỉ của căn nhà đang cho thuê, nó là Sunny Hill Villa. Và căn nhà này hiện chủ đang cho người nước ngoài thuê, và cái khuôn viên vườn nó quá rõ ràng với anh chị. Rồi chúng ta xem cái vị trí địa hình đường vào, trục đường vào của lô đất đây. Đây là tuyến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp dọc theo biển Mũi Né Phan Thiết nha quý anh chị. Đây là hướng đi từ Phan Thiết vào. Đó. Đây. Từ thành phố Phan Thiết. Thành phố Phan Thiết đi theo cái tuyến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Rồi chúng ta tới ngay tại đây. Đây là lô đất. Thì đây có hai hướng đi nha quý anh chị. Một là từ hướng đầu của Võ Nguyên Giáp chúng ta rẽ vào của lô đất thì nó gần hơn. Một hướng thứ hai là chúng ta vòng hình cánh cung qua cửa ngõ vào sân bay nha quý anh chị. Do đó từ vị trí lô đất cách sân bay rất là gần với anh chị, khoảng 3 km nữa với anh chị. Đây đây là vị trí lô đất và chúng ta đến sân bay. Đây là đường vào sân bay, đây vị trí sân bay Phan Thiết, đây là khoảng 3 km nha quý anh chị, rất là gần, và hơn nữa là nó gần cả tuyến đường chính ở đại lộ Võ Nguyên Giáp luôn. Đó. Thì từ lô đất mà chúng ta đi về hướng biển đó, đây có một đường thẳng xuống khu Mũi Né luôn nè quý anh chị.
Đó, từ lô đất rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta vận chuyển đi lại. Từ lô đất chúng ta về hướng biển là cách biển có khoảng 1 km thôi quý anh chị. Đi thẳng, có đường đi thẳng xuống phường Hàm Tiến Mũi Né luôn. Đó, ngay tại resort Mũi Né luôn đó. Đó, do đó là đây là một khu đất rất là phù hợp với chúng ta đầu tư cả về giá trị đầu tư và giá trị nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Đó, và trên lô đất đã có sẵn nhà rồi thì chủ chỉ bán đất thôi, tặng luôn nhà và khuôn viên, cây hệ thống cây xây đã trồng từ bao lâu nay ở trong khuôn viên đất luôn quý anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem cái phần quy hoạch nha. Rồi chúng ta đi đến cái phần quy hoạch. Đó thì đây khuôn viên lô đất của anh chị, đây đây là cái lô đất để chúng ta, và đường sau này hệ thống đường nó sẽ mở đường, nó sẽ mở ngay kế bên lô đất luôn với anh chị, và một phần lô đất chúng ta dính vào cái đất thương mại dịch vụ, đó là quy hoạch lên đất thương mại dịch vụ khu phía dưới trước mặt lô đất. Cho đó là chúng ta là lô đất chúng ta nằm ngay cái mép giữa đất thương mại dịch vụ và đất trồng cây lâu năm. Đó, quá rõ ràng với anh chị. Đó, nguồn đất này là đất sạch với anh chị, không có sợ ảnh hưởng gì quy hoạch gì sau này hết. Rồi, nếu có cần thông tin gì bổ sung thêm thì quý anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại Zalo mình để bên dưới ha, để mình có những cái thông tin giải đáp kịp thời. Rồi cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi hết video. Xin cảm ơn và chúc quý anh chị có sự lựa chọn và đầu tư sáng suốt hiệu quả, mang lại hiệu quả cao. Rồi xin cảm ơn, chào tạm biệt.